hoặc là lấy em đi chặn. Là một ở bên kia đó, nhớ rồi. Mới đầu hai à, cá lợi nhau. Nào một quen á, dừng live stream ba nè. Dạ. Nào một quen á, dừng live stream ba nè, live stream. Tôi là sát á. Dừng vô tôi là sát, dừng live stream ba nè. Ở đây nè, nào xa ô xa xa mai ở ôi. Mạnh là tích nhưng mà tích cô bà do tôi đã cảm bọn nhưng mà anh ta chân luôn dân xuống kìa cô cũng không camera à, camera nên nhưng thơ youtuber YouTube. À, youtuber nhưng tao na nhưng quay camera nhưng chuông lan hỏi bọn bọn của anh vũ mát nhưng mơ vì đang đang lâu tay à, camera có chứ mới mà à chích bằng môi rồi đô la tức ở đây mua tức á, mua tức từ 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 cho tức á một bài mẹ bà mẹ thế thành chi về mà bà không sao đâu, sao đâu mưa không lớn đâu, không sao đâu, rầm có gì đâu. À cặp mô tô à. Bây giờ là Duy vừa rời khách sạn. Bây giờ Duy đi dạo phố thủ đô Phnom Penh. Thực thật thì phố thủ đô Phnom Penh khu vực này thì Duy rành lắm rồi. Có nghĩa rằng là xưa kia Duy đã từng đi trên con đường này. Bây giờ mình đi lại những con đường quen thuộc. Hoặc là Duy sẽ cố tình đến cái chỗ mà thời điểm năm 90 Duy đã từng ở. Không biết ở đây có rồi mãi không, mình không dám. Cứ đèn đỏ là mình phải lại. À, trước mặt của Duy đó là đường Mô Ni Vong đó các bạn. Thế đẹp rồi. Cao quá.
chúng ta nè, còn tòa nhà cao sừng sững nha. Ngày xưa thì tòa nhà này không có nha. Rõ ràng là kinh tế toàn đất nước Campuchia thì không biết như thế nào, chứ nhìn thủ đô Phnom Penh Campuchia rất là giàu có.
nguyên luôn. Tới giờ vẫn còn hàng xăng luôn mà nó đầu tư hàng xăng hiện đại hơn. Quay phải đó, quay phải là vô lưu trực tự á. Đường thấy nhỏ em ấy, hồi đó lớn vậy là đường thấy nhỏ ha. Hồi đó là quán cà phê ngồi dọc này nè. Ủi con ấy đâu quán cà phê tối ngày ra đây ngủ cà phê nè. Quá ông Nghĩa đây luôn.
có tên nhưng họ vẫn kèm một cái số để cho những người ngoại quốc họ mà không đọc được cái tên chữ đó thì họ nhớ cái đường Trần Quốc Tông là và bên phải kìa có đường là 278 ha. Sài Gòn luôn, hay gọi là đi ra ngoài Pampa là đi về Việt Nam luôn các bạn.